Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2020. Và trước mắt các bạn đây là một chiếc động cơ xăng GM231L, hay còn gọi là máy nổ, hay còn gọi là động cơ thuyền. Các bạn có thể thấy được chiếc Mitsubishi GM231L cốt xéo, tua chậm và có đề. Các bạn thấy không? Có đề. Bình thường các bạn có thể thấy được, hoặc là những bác ở miền Tây, chúng tôi không hề nói ngoa một tí nào cả, riêng cái động cơ mà 181 6 ngựa cốt xéo tua chậm không đề còn tranh nhau vỡ đầu luôn, không có hàng mà bán, cực kỳ hiếm. Không nói ngoa một tí nào, nếu mà các bác nào ở miền Tây quá hiểu những gì tôi nói, nhưng cái Mitsu GM 181 6 ngựa cốt xéo ấy cực kỳ đẳng cấp, bởi khả năng tuy là hàng bãi luôn, chạy cực kỳ bền, chạy những cái GB 180 bây giờ không bao giờ lại được cả. 181L cốt xéo tua chậm ở các bác săn rất là nhiều, và bản chất những dòng đấy cực kỳ hệ. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu các bạn con máy còn khủng hơn, đó chính là GM231L. Chiếc này thì công suất là 7.5 HP các bạn nhé, 7.5 HP, và máy rất là đẹp. Chúng tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Đây là bình xăng sắt. Máy rất đẹp nhá. Áo nhựa, áo sắt nhầm, áo sắt sơn zin 100%. Đây, ốp giật, các bạn có thể thấy được GM231L. Các bạn lưu ý nhá, L là ký hiệu của tua chậm. Đấy, các bạn thấy không? GM231L là ký hiệu của tua chậm. Chiếc này công suất đây các bạn có thể không? 7.0 HP ở tua 2000 vòng phút, 7.5 HP ở tua 2000 vòng phút. Đó, các bạn thấy không? Made in Japan, OHV. Con này chạy thì siêu đỉnh, siêu bền, siêu trâu, siêu khỏe. Dòng này chạy hơi bị hay luôn. Bác nào mà chạy vỏ lái mà kiếm những con như này thì gọi là ngất người. Không những giật nổ bình thường, nó còn có thêm củ đề. Đây các bạn nhớ để củ đề không? Máy xăng 7 ngựa mà kiếm củ đề hơi hiếm đấy, không hề sẵn tí nào cả. Cốt xéo tua chậm, truyền nhôm ra có 2.000 vòng phút thôi. Các bác nào ở miền Tây chạy động cơ Mitsu thì cực kỳ thích dòng cốt xéo tua chậm. Các bạn có thể thấy được cái đóng lốc ký hiệu này, 0.215 lít dung tích này, các bạn thấy không? Đó. Máy còn rất đẹp nha, lốc sáng choang luôn. Ốc bước còn nguyên này, đó, rất là đẹp. Đây, cốt xéo, nói không ngoa một tí nào cả. Bác nào nếu mà ở miền Bắc thì nói đến Mitsu thì có khi còn rất là lạ lắm, vì là thật sự luôn là dân miền Tây ấy, người ta chạy thuyền, chạy vỏ lái, người ta chạy rất nhiều, chạy nhiều như xe máy của mình ấy, vì hệ thống kinh chạy họ nhiều mà. Do đó thì những cái động cơ mà họ chạy hàng bao nhiêu năm nay rồi thì người ta rút ra chỉ có Mitsu mà là đỉnh nhất thôi. Mà Mitsu phải Mitsu GM bình xăng sắt. Đây các bạn có thể thấy dòng chữ Made in Japan. Rất đỉnh. Máy rất đẹp nha. Còn các bác nào thật sự luôn nói như thế này thì các bác nào phải hiểu về máy thì mới hiểu được cái giá trị của cái máy này. Còn những bác nào mà không hiểu thì tất nhiên rồi, sẽ lại thấy khác. Chung là chỉ bác nào phải hiểu bản chất máy. Người nào mà người chạy vỏ lái, chạy thuyền, các bạn quá hiểu. Nhất là những bác miền Tây cực kỳ thích những dòng máy này luôn. Chạy siêu êm, chạy thập thụt luôn. Chế hỏa khí là chế Mikuni các bạn nha, chế zin luôn này. Chung con này quá đẹp. Các bạn thấy không, thiết kế của Mitsu ngay kể cả cái phần khóa xăng này, nó thiết kế cũng rất là tử tế, cầu kỳ và chỉnh chu. Ngay kể cả những cái ống này nó cũng ở bên trong là lớp cao su, nhưng mà ở bên ngoài bao giờ nó bọc một lớp bố vải, để thứ nhất là tránh những cái tác động môi trường, nắng, mưa, gió vào, nó gây ải rồi giòn rồi vỡ cái ống tiêu làm dò dỉ xăng. Nó tính rất là kỹ. Rồi các bạn thấy không, máy rất đẹp nhá. Kiếm được con này hơi hiếm đấy, không biết các bác thấy thế nào, nhưng mà tôi thấy rất là hiếm ấy. Rồi, rất đẹp. Một lần nữa chúng ta nhìn lại chiếc máy này để cùng nhau cảm nhận. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.